Thì mời các bạn đã quay trở lại với Hôm Nay Anh Gì. Và tụi tôi đã tràn qua cái kênh này và quét sạch cái kênh này, từ sau này các bạn sẽ không bao giờ thấy kênh gấu to nữa. Gấu to, gấu nhỏ gì là ăn nuốt hết rồi. Tự giờ thấy ba tụi tôi luôn thôi. Tiền taxi xong rồi, giờ vô uống. Hello các bạn, đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và hôm nay mình mời mấy bạn này đi uống một cái loại thức uống mới cực kỳ mát mẻ và giải nhiệt. Tên giờ mình khám phá coi cái món đó là món gì nha. Bây giờ rồi. Hồi nãy nói, gì vậy? Không nói gì hết trơn á. Này là bên Tên Đen. Đúng rồi. Chai mới hả? Chai mới. Cực kỳ mát, cực kỳ ngon. Không, anh mới nghe quảng cáo rồi, giờ anh mới đi qua đây để hỏi nè. Bạn ơi, cho mình hỏi là hôm mấy bữa nay mình thấy bên Ten Ten mình có cái loại trà thanh long đỏ thì nó như thế nào? Món mới. Sử dụng từ trà thanh long tươi luôn. Có hai loại là trà thanh long với một trà thanh long đá xay kem phô mai. Một trà thanh long với một trà thanh long đá xay kem phô mai. Hai loại. Ok, vậy cho em là 2 ly trà thanh long và 2 ly trà thanh long đá xay kem phô mai. Và ở đây thì với trà thanh long á thì là size M là 48.000, còn size lớn á là size L là 58.000. Còn trà thanh long đá xay kem phô mai thì size M là 58.000, còn size lớn là 68.000. Giá cũng được rồi. Giá cũng ok, rất là ok, ok luôn. Chuyện trên nhau khoảng 10.000 thôi. Vậy thì lấy ly lớn hết. Bốn ly của mình tổng cộng là 252.000 ạ. À. Chị ơi. Tính toán cho anh này nè. Nhưng anh đây có rửa chén bưng bê em xin vô làm. Bà bỏ. Có khi nào quay clip này xong rồi mấy bữa nữa Hôm Nay Gì có cái mình không được quay không ta? Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và hôm em nay em chưa có điện thoại em. Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và hôm nay Gấu mời được những thành viên của Hôm Nay Ăn Gì đã đi ăn cùng với Gấu chúng ta. Thật sự là mình rất là vui, nhưng không biết hồi đầu clip thì mấy bạn có nói giờ nãy đầu clip nói giờ có nói lại được không? Xin chào tất cả mọi người đã làm với kênh Gấu To. Quét thật cái kênh này là từ sau này là các bạn sẽ không bao giờ thấy kênh Gấu To nữa. Thì hôm nay tụi mình đang có mặt tại Ten Ten. Thì hôm nay Ten Ten mới ra một cái món mới nhìn rất là mát đúng không? Nhìn mùa hè. Nhìn rất là mùa hè. Đây là một người đại diện cho cái món mới của Ten Ten. Cầm lên. Nếu anh em có muốn liên hệ mà kiếm người đại diện thì hãy liên hệ Châu Giang qua kênh Châu Giang nè. Ok, bây giờ tụi mình sẽ thử coi cái món này nó có gì đặc biệt mà thấy mấy hôm nay là tất cả các chi nhánh của Ten Ten đều quảng cáo và đều về cái món này. Uống rồi. Em với cả hai quen lấy ly này. Giờ tao lấy ly này. Đó. Tính nói là anh lấy ly này thôi, khỏi em gọi lửa nữa. Gọi lửa nữa. Đó, nhưng mà thực sự ra là cái ly này là chỉ để tụi mình quay, tụi mình chụp hình thôi. Tới thì người ta vẫn sẽ bán cho các bạn ly này. Ly giấy, còn cái này thì sẽ quay lên hình đẹp, anh nhìn thấy lắm. Rồi, thử đi, nói hoài, mấy đứa cứ nói hoài. Anh rủ mấy đứa đến đây là để đi uống nước. Chứ không phải là để rồi, đi nói. Rồi im tới cuối clip. Vì gì? Bốn con gấu. Ngon thật. Nè mà đúng là loại nước của mùa hè luôn á. Đã quá. Thanh lòng. Cái trà thanh long thì nó sao? Thứ nhất là nó thơm mùi trà và nó không bị gắt quá, tại vì có thanh long nó ngọt thanh á, thanh của trái cây chứ không phải là kiểu đường hóa học. Cho nên là cảm giác nó rất là thanh mát luôn, uống vào là cảm giác nặng đi không, đường về. Cái của anh là khi mà anh nhìn lần đầu tiên á là anh đã cảm thấy nó rất là thanh mát rồi, chứ không cần phải gọi là mình uống vô nữa. Rồi Quỳnh Chi thấy chưa? Em cảm thấy đây là một loại trà rất là lạ, bởi vì từ xưa giờ chưa bao giờ mà uống trà xong rồi kết hợp với thanh long, mà nhìn màu sắc cũng rất là yêu ấy. Em thích màu hồng. Màu đỏ hồng. Nhưng mà đặc biệt mình thấy một cái đặc biệt ở đây là cái họ lấy đúng cái hương vị tự nhiên của thanh long. Tại vì
biết tại sao không? Tại sao? Tại vì nó là trái thanh long thiệt luôn. Họ xay cả thanh long thật ra, xong rồi họ mới pha với trà và họ làm ra cái nước này cho mình. Tức là cái thanh long mà mọi người đang uống á là thanh long thật, thanh long 100%. Cho nên là nó không ngọt quá. Tại vì ngọt là ngọt tự nhiên, ngọt có trái cây á, nó chỉ gọi là ngọt hương, ngọt hương liệu. Nhưng mà nghĩ chắc cũng không có syrup thanh long đâu nhỉ. Syrup thanh long cái mùi nó kỳ á. Tại cái mùi thanh long của vị nó rất là nhẹ. Nó tự nhiên rồi, bản nhất nó tự nhiên rồi. Nếu mà kiểu... làm syrup thì nó sẽ kiểu nó bị hóa chất. Mấy cái này có không, như cái này uống vào á, nó sực. Tại vì lúc mà xay thanh long ra cái thịt á, cái thịt nó vẫn còn ấy, uống lên nó sực. Cô thấy uống cái này nó làm sao? Cái form này nè, kiểu rất là béo, rất là mịn. Mà kiểu nó không bị ngọt, ngọt quá nó cũng không bị mặn. Với lại cái form này nó kiểu nó mịn, nó vừa, nó không bị sánh, nó có những chỗ nó rất là đặc cà kẹo luôn á, mà có những chỗ nó rất là mỏng, nhưng mà cái này thì nó vừa, cái texture của nó rất là vừa. Với anh á thì anh chưa uống ly này, nhưng mà khi mà anh uống cái ly mà đá xay thanh long kem phô mai này nè, là đầu tiên là cái lớp béo của phô mai nó đọng lên miệng mình và nó nằm ở trên lưỡi mình, và kế tiếp đó chính là cái vị mát lạnh và cái hương vị của thanh long á, nó hòa trộn lại với nhau, nó tạo ra một cái cảm giác rất là mới lạ và mát mẻ trong cái mùa hè. Cái này nó không có mùi trà, cái này là thanh long với đá. Đúng rồi, cái này là đá, cái này là đá xay. Cái màu đẹp quá luôn á. Em cảm giác như là tên Ren đang uống một cái thương hiệu mà rất là tự nhiên á. Mình đã từng uống một cái loại mà cũng giống như này, là loại trà sữa khoai môn, cũng là khoai môn xay ra, nó là thịt khoai môn luôn. Cho anh thử một cục thanh long ấy. Vừa được cả phần nhìn và vừa được cả phần chất lượng. Cái thanh long đỏ này nó kiểu mà nó không quá ngọt, nó vừa ăn và nó mát được, ăn nó rất là mát. Nhưng mà thật sự thanh long đỏ là muốn gì nó ngọt hơn thanh long trắng. Vậy hả? Thanh long đỏ ngọt hơn với thơm hơn thanh long trắng hơn. Thanh long đỏ đắt hơn á. Cho nên là em thấy một ly trà này giá rất là hợp lý. Thật sự là với số tiền này á, chúng ta có thể là bỏ những ly trà sữa qua một bên và tận hưởng một cái món ăn thật là mát lạnh vào mùa hè với những cái ly trà thanh long thế này, thật sự rất là ngon. Và mùa hè tới rồi, đúng rồi. Và đặc biệt nữa, trà thanh long này sẽ dành cho những bạn thích cái vị thanh mát của trà, có vị đắng đắng chát chát nhẹ của trà cùng với trái cây. Còn cái trà thanh long đá xay kem phô mai tên dài quá thì nó lại sẽ hợp với lại những người không thích béo trái cây, rồi như là giống anh là thích mấy cái mà béo cái gì béo anh rất là thích luôn. Con cháu mình ấy rất là thích kiểu những cái nước mà nó heo thì này, xong rồi nó đỡ béo, đỡ ngọt cái thứ ấy, thì đây thực sự là một cái heo thì tại vì cái này uống nó sẽ không bị gắt cổ khi sau khi uống hết, thì kiểu khát nước á, còn cái này thì không. Cái này được làm từ thanh long thật nên cái việc mà cái vị ngọt của nó là cái vị ngọt tự nhiên, nên khi các bạn uống vô á, các bạn sẽ cảm thấy rất là đã. Rồi bây giờ trong tiết trời miền Nam đang nóng đổ lửa, một ngày sẽ lên tới nhiệt độ là hiện tại độ C là 30 độ C. Các bạn biết không, văn phòng tụi mình mấy hôm nay cực kỳ nóng luôn, nóng khủng khiếp luôn. Các bạn thấy sao về cái loại trà thanh long mới của Tenden thì các bạn hãy comment phía bên dưới. Nhất là các bạn đã uống rồi, còn các bạn chưa uống thì hãy xem hết clip này tới bây giờ. Má nói xàm gì vậy? Và nhớ tới thử và nhớ tới Tenden uống thử nữa. Hiện nay thì hầu như toàn thể các cửa hàng, các hệ thống của Tenden cũng đã có sản phẩm này rồi. Các bạn nên uống thử cái sản phẩm này. Ngon. Recommend các bạn luôn là các bạn phải uống cái này đi. Thật sự là rất là ngon và đã, không như những cái loại trà ở những cái tiệm khác. Tại vì anh đã uống cái loại thanh long này ở những cái tiệm khác rồi, uống rất là dở. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Gấu recommend các bạn hãy đến Tenden và uống thử trà thanh long đỏ và trà thanh long đá xay kem phô mai, cực kỳ ngon luôn. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip, thấy clip hay hãy like, share và subscribe cho Gấu To, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye. Nhớ subscribe kênh hôm nay gì nữa. Cool.